Chào mừng các em đến với tiết học ngày hôm nay. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ ôn hai bài hát Mùa khai trường và Tiếng chuông ngọn cờ. Ôn hai bài đọc nhạc số 1 và số 2. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ ôn bài hát Mùa khai trường. Cô mời các em cùng luyện tập lại mẫu tiết tấu. Đen, đen, đơn, đơn, đen. Hoặc chúng ta có thể đọc ta, ta, ti, ti, ta. Chúng ta cùng ôn lại cả bài kết hợp với gõ tiết tấu. Mời các em tiếp tục ôn qua bài hát thứ hai, Tiếng chuông và ngọn cờ, nhạc và lời của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Các em cùng ôn lại các động tác cơ thể. Thứ nhất, chúng ta sẽ búng tay. Tiếp theo, chúng ta sẽ vỗ tay, dậm chân hai lần và vỗ tay. Cô mời các em cùng ôn qua bài hát kết hợp để làm động tác cơ thể. Trái đất thân yêu, lòng chúng em xiết bao tự hào. Một quả cầu đẹp tươi lung linh giữa trời sao.
tôi giờ bình minh. Bàn tay em điểm tô cho trái đất đẹp xinh. Thế giới muốn hòa bình và chán ghét chiến tranh. Cùng hòa chung tiếng hát chúng em có chung niềm tin. Vòng vinh vòng một chuông ngân vang khắp nơi. Trong khúc ca đầy tình yêu thương sáng ngời. Vòng vinh vòng cờ bay giữa tiếng chuông ngân. Cô mời các em cùng ôn qua bài đọc nhạc số 1. Trước khi bắt đầu hát, cô mời các em cùng đọc tên nốt lại với cô. Đô, rê, mi, mi, fa, son, son, la, son, fa, mi, rê, mi. Đô, rê, mi, mi, fa, son, son, la, son, fa, mi, re, đô. Các em cùng ôm qua động tác ký hiệu bàn tay. Chúng ta cùng đọc nốt nhạc một lần và làm động tác theo hình. Đô, rê, mi, mi, fa, son, son, la, son, fa, mi, rê, mi. Đô, rê, mi, mi, fa, son, son, la, son, fa, mi, rê, đô. Cô mời các em cùng đọc bài đọc nhạc số 1 kết hợp với làm động tác ký hiệu bàn tay. Cùng tiếp tục ôn qua bài đọc nhạc số 2. Trước khi ôn, chúng ta cùng đọc tên nốt qua một lần nhé. Son, son, mi, son, mi, đô, mi, son, 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 mi, son, fa, mi, rê, mi, son, son, mi, son, mi, đô, mi, son, đô, đô, si, la, son, la, si, đô. Các em cùng ôm qua động tác ký hiệu bàn tay nhé. Son, son, mi, son, mi, đô, mi, son, 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 mi, son, fa, mi, rê, mi, son, son, mi, son, mi, đô, mi, son, đô, đô, si, la, son, la, si, đô. Cô mời các em cùng ôm
cả bài đọc nhạc số 2 kết hợp với làm động tác ký hiệu bàn tay. Phần ôn tập kiểm tra giữa học kỳ của chúng ta đến đây kết thúc. Ở nhà các em cùng ôn lại toàn bộ nội dung ôn tập, và tuần sau các em sẽ kiểm tra giữa học kỳ 1. Cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng.